với cô vì tiền vì bạc. Mà Phượng đến đây vì đòi cô trả lại cho Phượng chai thuốc lát hiệu ông. Tần ta tần 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 tần. Cô ơi sao để lâu quá trời, chắc lắc bự lắc nhỏ lắc to đầy người cô hết nên sức hoài chưa chịu trả cô ơi. Thôi.